cái gì bên kia nhé, thấy nó cựa đấy. Cái miếng đỉnh này chu vi đầu chiều dài đầu mông một hai chú chụp kìa. Nằm yên nó cựa quậy lắm, nhìn nó không nhìn thấy nó cựa quậy. Hai đây, 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 nó rơi trước mặt này. Cái của mình là do nó bám ở trước thì sẽ không đẹp bằng mặt sau. Cái chụp ảnh không sao cả. Do bóng mặt sau thì nhìn nó dễ nhìn hơn. Đúng rồi. Cái thai đấy. Đấy, nhìn nó trên rõ chưa đẹp hơn vậy. Đây, thai đây. Thế nhá. Ủa.